Máy móc Minh Chí xin chào tất cả anh em nhé. Ở video trước thì bên mình đã giới thiệu cho anh em bộ đầu khẩu dài chân 1/2 từ 12 cho đến 23 chi tiết của thương hiệu Kintony. Và ngày hôm nay bên mình xin phép được giới thiệu cho anh em tiếp một cái bộ sản phẩm cũng chân 1/2 của thương hiệu Kintony nhưng mà là bộ đầu khẩu ngắn anh em nhé. Thì đây là hộp của sản phẩm. Các bạn có thể nhìn thấy mã của sản phẩm là 4413MP. Sản phẩm bao gồm là từ 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21 và 24. Cũng là chân 1/2 anh em ạ. Nhưng mà nó là đầu khẩu ngắn. Thì trên tay tôi đây đang là mẫu sản phẩm của thương hiệu Kintony. Về cấu tạo thì nhà sản xuất người ta vẫn dập cái thương hiệu của Kintony trên vỏ hộp rất là chi tiết và rất là chắc chắn. Thì theo đúng như trong quảng cáo, đây tôi sẽ zoom gần cho anh em xem. Nếu mà theo đúng như trong nhà quảng cáo giới thiệu thì đầu khẩu đầu tiên sẽ là đầu khẩu số 10 từ bên phải qua bên trái và đầu khẩu ngoài cùng sẽ là đầu khẩu 24. Thì tôi sẽ làm đúng như trong quảng cáo thôi. Đầu khẩu số 10 trước. Anh em có thể nhìn thấy là đầu khẩu rất là đẹp, đầu khẩu số 10, dập in thương hiệu của Kintony và mã của sản phẩm cũng được nhà sản xuất người ta ghi rất là chi tiết. Ngoài ra thì sản phẩm có chất liệu CRMO 10 của Kintony. Và màu chủ đạo thì vẫn là màu đen anh em nhé. Màu chủ đạo vẫn là màu đen, rất là sạch sẽ. Tiếp đến đầu khẩu 12 của Kintony này. Rất là đẹp và rất là chất lượng. Tiếp đến là đầu khẩu 13 anh em ạ. Của thương hiệu Kintony luôn. Chân 1/2. Nhắc đến thương hiệu của Kintony thì anh em cũng không còn xa lạ gì rồi. Đây là một trong những cái sản phẩm uy tín lâu đời đến từ thương hiệu của Đài Loan và gần như là thống lĩnh nhất nhì trên thị trường, chỉ thua kém những cái dòng của Nhật, của Đức thôi. Và nếu như các bạn đã sử dụng những cái dòng của Kintony thì các bạn biết đây là đầu khẩu 14 này. Và đây là đầu khẩu 17. Cũng đều là chân 1/2 của thương hiệu Kintony. Tiếp đến là đầu khẩu 19 anh em ạ. Đầu khẩu 19 cũng được nhà sản xuất làm rất là chi tiết. Đây là đầu khẩu 21 này. Rất là đẹp luôn anh em. Và cuối cùng là đầu khẩu 24 của thương hiệu Kintony anh em ạ. Hàng này thì quá là đẹp rồi. Và mẫu sản phẩm này do bên máy móc Minh Chí phân phối và sản xuất bởi thương hiệu Kintony của Đài Loan. Thì để mà so sánh cái bộ 1 phần 2 ngắn này với cả bộ 1 phần 2 dài thì tôi thấy là nó ngắn khoảng tầm một nửa anh em nhé. Đây, tôi có thể để sát nhau để cho anh em chúng ta có cái nhìn so sánh chi tiết. Đây là đầu khẩu dài và đây là đầu khẩu ngắn, đều là chân 1 phần 2 hết. Thì cái bộ đầu khẩu ngắn này nó có những cái ưu điểm rất là tốt. Bộ đầu khẩu dài nó cũng có những ưu điểm. Và cái nào thì nó cũng có những cái ưu điểm, nhược điểm. Và trong ngày hôm nay tôi đã review chi tiết cho anh em về cái đầu khẩu dài trong video trước rồi. Hôm nay tôi chỉ giới thiệu cho anh em cái đầu khẩu ngắn thôi. Tôi sẽ cất cái đầu khẩu dài đi. Rồi, mã của sản phẩm cái bộ đầu khẩu ngắn này là thương hiệu Kintony 4413MP từ 10 cho đến 24 anh em nhé. Sản phẩm này do bên máy móc Minh Chí phân phối và thương hiệu của Kintony. Rất là đẹp. Sử dụng nhà sản xuất sản phẩm này sản xuất năm 2019. Bảo quản lưu kho để rất là lâu, sản xuất tại Đài Loan anh em có thể nhìn thấy không ạ? Made in Taiwan luôn anh em. Hàng của Đài Loan thì quá đẹp rồi. Và nếu như các bạn có nhu cầu sử dụng cái mẫu sản phẩm đầu khẩu này, các bạn vẫn như mọi khi. Địa chỉ của bên mình chắc là các bạn đã có hết rồi đúng không? Đây chính là máy móc minh trí.com 0915498666 0978390231 hoặc là 0986734894. Các bạn có thể nhắn tin qua fanpage của bên mình là Máy móc Minh Trí cũng như là YouTube hoặc là inbox thẳng cho bên mình qua Zalo. Ba cái số này bên mình đều có Zalo anh em nhé. Anh em chỉ cần nhắn tin cho bên mình thì bên mình sẽ tư vấn giới thiệu cũng như là gửi cho anh em video giới thiệu sản phẩm này. Đấy, sản phẩm này vẫn như mọi khi đến nơi nhận hàng, xem hàng, kiểm tra hàng và thanh toán tiền. Nếu đúng như trong quảng cáo thì anh em nhận. Còn nếu như không đúng như trong quảng cáo, anh em hoàn toàn có thể giả lại cho bên máy móc Minh Trí
và không mất một chút chi phí nào anh em nhé. Rất là cảm ơn anh em đã ủng hộ máy móc Minh Trí, và sản phẩm này thì bên mình xin phép là sẽ cho anh em xem hàng, kiểm tra hàng, thử hàng thoải mái rồi mới thanh toán tiền. Nếu đúng như trong quảng cáo thì anh em nhận, còn nếu mà không đúng như trong quảng cáo anh em giả lại cho bên mình nhá anh em nhá. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video và hẹn gặp lại anh em ở trong những video giới thiệu sản phẩm tiếp theo nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.